Vãng sanh luận giảng ký, quyển thượng, tập 6. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian ngày 6 tháng 10 năm 1994. Cho nên ngũ tổ không đem y bát truyền cho thần tú. Tâm chúng ta phải thanh tịnh, tâm phải giống như hư không vậy, cái gì cũng không có. Cho nên phải giống như đất nước lửa gió vậy, tức là tứ đại đều không, chính là cái ý nghĩa này. Trong tâm không thể có một vật gì, không thể có thế pháp. Có Phật pháp được hay không? Có Phật pháp cũng không được. Thần tú chính vì có Phật pháp, cho nên ngũ tổ không truyền y bát cho ông ta, Phật pháp cũng không có, thì mới thật sự là tâm thanh tịnh, thì mới là chân thanh tịnh. Công phu được như vậy gọi là công phu thượng thượng thừa, nhưng chúng ta làm không nổi. Làm không nổi thì phải làm sao đây? Chuyên niệm A Di Đà Phật. Nếu trong tâm chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có, thì chúng ta đã thành công. Cái phương pháp tu hành này còn dễ hơn tham thiền rất nhiều, còn dễ hơn rất nhiều. Trong tâm chúng ta có A Di Đà Phật có trở ngại không? Không có trở ngại. Tại vì sao? Vì A Di Đà Phật là danh hiệu của tự tánh, chính là danh hiệu của chân như tự tánh. Vì vậy không có trở ngại. Cho dù có trở ngại cũng không sợ. Khi vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, thấy được A Di Đà Phật, thì A Di Đà Phật tự nhiên dùng thần lực gia trì cho chúng ta, khiến cho chúng ta minh tâm kiến tánh. Cho nên tâm phải trống không, trong tâm không thể có cái gì. Đây là chân lý, đây là sự thật. Nếu trong tâm có một vật thì tâm này đã hư rồi, thì tâm này đã có bệnh. Trong tâm cái gì cũng không có thì cái tâm này là tâm bình thường, không có vọng tưởng. Trong tâm của Phật và Đại Bồ Tát đều là thanh tịnh, không có một vật. Kế tiếp là thiên nhân bất động chúng, thanh tịnh trí hải sanh. Hai câu này gọi là thành tựu công đức đại chúng trang nghiêm. Tất cả thiên nhân trong cõi Tịnh Độ đều là trí huệ thanh tịnh hải của Như Lai mà sanh, thành tựu căn đại thừa, không thể lay động được. Thiên nhân bất động chúng, chúng ta biết được Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới vô cùng thù thắng. Cõi nước của chư Phật cũng không có cách nào dùng thời gian để tính đếm. Từ vô thị kiếp đến nay, ta bà thế giới của chúng ta cũng là như vậy. Từ vô thị kiếp đến nay, chỉ riêng cõi Tây Phương Tịnh Độ là do nguyện lực của A Di Đà Phật mà được thành tựu.
hết thể tất cả đại chúng trong cõi cực lạc này đều là từ mười phương thế giới đến vãng sanh. Dùng danh từ hiện nay của chúng ta mà nói, tức là chúng sanh trong mười phương chư Phật thế giới, họ di dân đến cõi cực lạc. Hiện nay gọi là di dân, xưa kia thì nói vãng sanh, hiện nay thì gọi là di dân. Vậy thì điều kiện di dân của cõi cực lạc chính là tâm phải thanh tịnh. Chỉ cần tâm thanh tịnh thì được nhận vào, nếu tâm không thanh tịnh thì không được đi vãng sanh. Vì vậy cực lạc thế giới thì biến thành bình đẳng thế giới, vì mỗi một người cũng là tâm thanh tịnh. Tất cả thiên nhân trong cõi tịnh độ khi sanh đến Tây Phương tịnh độ, thật tại mà nói đều không phải là thiên nhân, họ đều là Bồ Tát. Trong kinh có nói rất rõ ràng, họ đều là A Tỳ Bạc Thí Bồ Tát. Họ không phải là Bồ Tát thông thường. Thế nhưng Phật tại trong kinh có lúc nói thiên nhân, có lúc cũng nói thanh văn. Những vấn đề này chúng ta đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thì hiểu rõ. Phật nói những lời này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là ở Tây Phương cực lạc thế giới, từ trên công phu thật sự đoạn chứng mà nói, thế như chúng ta đới nghiệp vãng sanh, sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì chúng ta đã là A Tỳ Bạc Thí Bồ Tát rồi. Thế nhưng bậc A Tỳ Bồ Tát đó không phải là tự mình tu được, mà là do A Di Đà Phật gia trì, là được Phật lực gia trì, chứ không phải tự mình tu được. Tự mình là thân phận gì? Tự mình vẫn là thân phận con người, là thân phận nhân đạo trong lục đạo. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn mà được đi vãng sanh. Đây là nói từ trên công phu đoạn chứng mà nói. Ý nghĩa thứ hai là quý vị trước khi chưa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị là chúng sanh một đạo nào? Từ nhân đạo đi vãng sanh, hoặc từ thiên đạo đi vãng sanh thì gọi là thiên nhân, hoặc từ tứ hỏa tứ hướng đi vãng sanh thì gọi là thanh văn. Là cái ý nghĩa này. Thế nhưng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều được bổn nguyện của Như Lai gia trì, đó chính là điều từ trí huệ thanh tịnh hải của Như Lai mà sanh. Thành tựu căn đại thừa không thể lay động được. Câu này tức là viên chứng tam bất thối, tức là vị bất thối, hành bất thối, niệm bất thối. Cho nên tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ cần mất thời gian 3-4 kiếp thì có thể chứng đắc viên mãn Bồ Đề, thì được thành Phật. Thật là không thể nghĩ bàn. Hai câu này gọi là thành tựu công đức đại chúng trang nghiêm. Trên thực tế mà nói, oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì cho đại chúng, khiến cho đại chúng mới được thành tựu, là cái ý nghĩa này. Cho nên đoạn văn này liệt vào trong Quán Sát Đạo Sư A Di Đà Như Lai. Tiếp theo là Như Tu Di Sơn Vương: thắng diệu vô quá giả. Hai câu này gọi là thành tựu công đức thượng thủ trang nghiêm.
ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vị thượng thủ đó chính là Bổn Sư A Di Đà Phật. Hai câu này, nếu hai câu này liệt vào đoạn văn phía sau thì vị thượng thủ đó chính là Bồ Tát. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, hàng thượng thủ Bồ Tát là Quan Âm và Thế Chí. Thế nhưng ở chỗ này nói vị thượng thủ đó chính là Phật. Vị Phật thượng thủ này, vị Phật thượng thủ đó chính là Như Lai. Hai câu này là tán thán A Di Đà Phật. Như Tu Di Sơn Vương, dùng núi Tu Di để tỉ dụ cho mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Trong tất cả chư Phật Như Lai thì A Di Đà Phật ngài đặc biệt thù thắng nhất, như núi Tu Di Vương vậy. Câu tán thán này cùng với trong kinh Vô Lượng Thọ nói Thích Ca Mâu Ni Phật tán thán A Di Đà Phật, lời tán thán đó dược hoàn toàn tương đồng. Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật là Phật Trung Chi Vương, chính là núi Tu Di Vương, là vua trong các Phật, gọi là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Cho nên ý nghĩa hoàn toàn như nhau. Thắng diệu vô quá giả, thắng là thù thắng, diệu là vi diệu. Không có vị Phật nào mà có thể vượt hơn A Di Đà Phật. Nguyên nhân ở chỗ nào chúng ta cũng phải biết rõ. Nguyên nhân là A Di Đà Phật ngài tiếp dẫn chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh trong một đời viên mãn thành Phật. Cái phương pháp này quá vi diệu. Hết thể tất cả chư Phật tuy cũng giúp cho chúng sanh viên thành Phật đạo, nhưng không thể sánh bằng với A Di Đà Phật. Phương pháp độ chúng sanh của A Di Đà Phật chính là dùng một câu danh hiệu. Chỉ cần biết niệm danh hiệu thì được thành công. Quý vị thấy dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Còn phương pháp độ chúng sanh của hết thảy tất cả chư Phật đều rất rườm rà, không dễ như vậy. Còn câu danh hiệu này quá dễ dàng, quá đơn giản, người người đều biết niệm. Chỉ cần chịu niệm, không ai mà không được thành tựu. Cho nên công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Xin xem tiếp. Thiên nhân trưởng phu chúng cung kính nhiễu chiêm ngưỡng. Hai câu này gọi là thành tựu công đức chủ trang nghiêm. Nay chỉ nói thiên nhân, vì trong cõi Tịnh Độ không có người nữ và tám bộ quỷ thần. Nói thiên nhân, đây là chỉ cho số đại chúng trong cõi Tây Phương Tịnh Độ. Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Nói trượng phu là cách xưng hô đối với Đại Bồ Tát. Họ đã đoạn hết kiến tư phiền não và trần sa phiền não, cũng đã phá được mấy phẩm vô minh.
Cũng tức là chúng ta thường nói trong tứ độ thì các đại Bồ Tát đó thuộc về Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Còn thiên nhân thì sao? Thiên nhân là thuộc về Phàm Thánh Đồng Cư Độ và Phương Tiện Hữu Dư Độ. Chúng thiên nhân và trượng phu, tức là nói số đại chúng trong tứ độ cửu phẩm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Họ đối với Đạo Sư A Di Đà Phật đều rất cung kính. Họ cung kính nhiều chiêm ngưỡng. Ở chỗ này chúng tôi xin giải thích một chút. Quý vị đối với hai chữ cung kính này nhất định phải hiểu rõ cái gì gọi là cung kính. Có phải là mỗi ngày lễ lại tượng Phật thì gọi là cung kính phải không? Không phải. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Trong ngũ niệm pháp, pháp thứ nhất là lễ bái. Tôi đã nói với quý vị, cung kính là y giáo phụng hành. Những lời của thầy dạy cho chúng ta phải nhớ kỹ. Những lời dạy của thầy chúng ta phải lý giải chính xác, phải trong cuộc sống hàng ngày hoàn toàn thực hiện được thì gọi là cung kính. Nay chúng ta tu hành trong cõi thế giới này, những lời của bổn sư dạy cho chúng ta chính là tịnh độ ba kinh. Về sau tổ sư đại đức thêm vào hai kinh thì thành tịnh độ năm kinh. Chánh thuyết chỉ có ba kinh, cho nên những lời dạy trong ba kinh rất là quan trọng. Chúng ta có nhớ hay không? Chúng ta có nhớ kỹ hay không? Có lý giải hay không? Có làm được hay không? Cung kính là phải làm từ chỗ này. Nhiễu là vây quanh. Nhiễu có nghĩa là thân cận. Thời thời khắc khắc không rời khỏi thầy là ý nghĩa của chữ nhiễu. Cũng không phải nói mỗi ngày vây quanh bên cạnh thầy, khi thầy nhìn thấy quý vị cũng sẽ chán mắt. Cho nên quay quanh có nghĩa là luôn luôn không quên lời dạy của thầy, là cái ý nghĩa này. Chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng, lời nói, việc làm đều phải chú tâm đọc tụng năm ba kinh hay năm kinh, cũng không rời khỏi phạm vi này thì gọi là nhiễu Phật. Chứ không phải mỗi ngày đi vòng bên tượng Phật, buổi sáng đi vòng 3 lần, buổi tối đi vòng 3 lần, không phải là cái ý nghĩa này. Còn chiêm ngưỡng có nghĩa là ngưỡng mộ. Chúng ta đối với Phật sanh lòng cung kính ngưỡng mộ, hy vọng sớm một ngày cũng như Phật vậy. Cho nên chiêm ngưỡng tức là thấy nghĩ ngang nhau.
ta phải tu học giống như Phật vậy. Như vậy thì mới được vãng sanh. Hết thảy những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thái độ của họ đối với bổn sư đều là như vậy. Họ y theo như pháp tu học. Nay chúng ta ở cõi này niệm Phật, chuẩn bị đi vãng sanh, Cũng tức là muốn đi tham dự đại hội thù thắng. Nếu tâm tưởng lời nói việc làm của chúng ta trái với kinh dạy thì làm sao được vãng sanh? Trong sách có câu thường nói: người niệm Phật thì nhiều nhưng người được vãng sanh thì ít. Quý vị hỏi họ vì sao họ niệm Phật không được vãng sanh? Vì họ niệm Phật không tương ứng. Vì sao họ niệm Phật không tương ứng? Vì họ không nhớ được, không hiểu được, không thực hành được những lời dạy của trong kinh điển. Cho nên miệng niệm Di Đà cũng uổng công. Nên biết phương pháp niệm Phật này phải đầy đủ năm môn. Năm môn tức là lễ bái, xưng tán, tác nguyện, quán sát và hồi hướng. Mỗi một niệm đều đầy đủ năm môn thì mới được vãng sanh. Nếu quý vị trong năm môn chỉ có một môn xưng tán Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà không có bốn môn kia thì làm sao được vãng sanh? Trong năm môn mất đi bốn môn thì không được vãng sanh. Năm môn phải thấy điều đầy đủ thì vạn người tu, vạn người được đi. Cho nên tôi thường khuyên mọi người, vì sao mới bắt đầu học Phật phải đọc 3000 biển kinh Vô Lượng Thọ? Phải đọc cho thuộc lòng là để cho quý vị dễ quán sát. Sau khi quý vị thật sự hiểu rõ minh bạch rồi thì quý vị thực hành được bốn môn kia: lễ tán, lễ bái, tác nguyện, quán sát và hồi hướng. Cho nên trước tiên phải đọc thuộc 3000 biến. Đọc thuộc là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn thứ hai là cầu giải. Đọc thuộc rồi thì phải hiểu rõ ý nghĩa của mỗi một câu kinh văn là gì. Phải hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là giai đoạn thứ hai cầu giải. Giai đoạn thứ ba là tu hành. Phải đem những lời giáo huấn của Phật trở thành hành vi cuộc sống của chính mình. Nếu làm được như vậy, không có lý nào mà không được vãng sanh. Nhất định được vãng sanh. Chỉ cần thành thật niệm A Di Đà Phật trong tịnh độ ba kinh, Phật nói cho chúng ta biết y tránh trang nghiêm đều từ tâm tưởng sanh. Cho nên nếu quý vị không đọc thuộc, không hiểu rõ thì làm sao được vãng sanh? Xin xem tiếp bài kệ Quán Phật sau cùng: Quán Phật bổn nguyện lực. Câu này là nói 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta phải chú tâm quán sát 48 lời nguyện của A Di Đà Phật. Ngộ vô không quá giả, có nghĩa là nếu có chúng sanh mà gặp được, quyết định không luống qua. Chúng sanh gặp được thì sao? Gặp được mà họ có thể tin, có thể nguyện, có thể hành,
thì họ trong đời này được vãng sanh. Cho dù họ đã gặp được, nhưng họ không tin, họ không chịu niệm Phật, cũng không muốn vãng sanh, họ cũng không luống qua. Vì chủng tử của A-di-đà Phật đã lọt vào trong A-lại-gia thức, là chủng tử Kim Cang, vĩnh viễn không phải, đã kết cái duyên cùng với A-di-đà Phật. Tuy trong đời này không được vãng sanh, nhưng đời sau hoặc là đời sau nữa, đời sau nữa tức là đời thứ ba về sau, nếu như gặp được duyên, lúc đó chủng tử khởi hiện hành thì họ sẽ được vãng sanh. Đây gọi là không luống qua. Kế tiếp hai câu: năng linh tốc mãn túc, công đức đại bảo hải. Tốc đà là mau chóng. Cho dù đời này không được vãng sanh, chủng tử Kim Cang đó được trồng trong A-lại gia thức cũng là một nhân duyên, tương lai mau chóng sẽ được thành Phật. Thật là không thể nghĩ bằng. Bốn câu này gọi là thành tựu công đức bất hư tác trụ trì trang nghiêm. Bất hư tức là chân thật, thật thật tại tại mà nói. Ngày nay chúng ta tu học Pháp Đại Thừa, ngoại trừ Pháp môn Tịnh Độ, Tịnh Tông ra, bất luận tu học Pháp môn nào, trong đời này nhất định là hư tác trụ trì. Hư là gì? Là không thể thành tựu, tức là không có cách nào ra khỏi lục đạo luân hồi. Hay nói cách khác, bất luận quý vị tu như thế nào, quý vị vẫn còn ở trong lục đạo luân hồi. Dù có tu giỏi đi nữa, đời sau chẳng qua là được thiện quả của phước báo nhân thiên mà thôi, không có cách nào ra khỏi tam giới. Không thể ra khỏi tam giới thì gọi là hư tác trụ trì. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Tông là bất hư tác, khiến cho quý vị trong đời này nhất định viên mãn thành Phật đạo. Quán sát tám loại công đức trang nghiêm của Phật, đến đây thì hết. Đây là đoạn thứ nhất, quán sát đạo sư A Di Đà Phật. Trong sự quán sát hoàn cảnh nhân sự của cực lạc thế giới, xin xem tiếp đoạn thứ hai là quán sát hải hội đại chúng. Bây giờ thì giờ đã hết, hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Xin xem quyển giảng nghĩa trang 11. Đếm ngược hàng thứ hai, bắt đầu xem từ đoạn 47. Kế tiếp là quán sát sự thành tựu công đức bốn loại trang nghiêm của chư đại Bồ Tát trong cõi an lạc. Giảng đến đoạn này là một đoạn sau cùng của trong nguyện sanh kệ. Trong đoạn này là dạy cho chúng ta quán sát chư đại Bồ Tát trong Tây Phương cực lạc thế giới. Số đại Bồ Tát đó đều là đồng tham đạo hữu của chúng ta, đều là bạn học của chúng ta. Vì vậy chúng ta đối với họ cũng phải nhận biết cho rõ ràng. Trong đoạn trước đã trình bày với quý vị, Tây Phương cực lạc thế giới, chỗ thù thắng nhất
chính là hoàn cảnh nhân sự. Bởi vì số đại Bồ Tát đó đều là từ mười phương thế giới vãng sanh về Cực Lạc Tịnh Độ, mà điều kiện vãng sanh về Tịnh Độ chính là tín nguyện hạnh. Trong tín bao hàm cả tín A Di Đà Phật, lúc ngài sơ phát tâm tu hành và lúc Phật quán sát mười phương chư Phật thế giới, ngài phát 48 lời nguyện kiến lập cõi Cực Lạc Tịnh Độ, dùng mọi phương pháp giáo hóa tiếp dẫn tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh trong một đời viên mãn thành Phật. Chúng ta đối với Phật tin sâu không nghi. Hay nói cách khác, Đức Thế Tôn vì chúng ta nói Tịnh Độ ba kinh, những đạo lý trong ba bộ kinh này là nói rõ chân tướng sự thật, từng chữ từng câu đều là công đức chân thật. Chúng ta phải tin sâu không nghi. Chúng ta phát nguyện cầu sanh Cực Lạc Tịnh Độ. Chỉ có sanh về Cực Lạc Tịnh Độ mà sự thù thắng nhất chính là hoàn cảnh nhân sự của Cực Lạc Tịnh Độ tốt đẹp. Mười phương chư Phật thế giới đều không thể sánh bằng. Nay chúng ta sống trong cõi ta bà thế giới này, nhất là trong thời đại này, trong kinh điển thường gọi là đời ác ngũ trược, đích thật là ác trược đến chỗ cùng cực. Khiến cho chúng ta tu hành ở cõi thế gian này cảm thấy vô cùng khó khăn. Chúng ta muốn hết lòng tu hành thì có người cản trở quý vị, thì có người phá hoại quý vị. Cái nguyên nhân này là vì phiền não tạp khí ganh ghét chướng ngại từ vô thị kiếp của chúng sanh. Chẳng những hiện nay tu hành khó khăn như vậy, mà Thế Tôn năm xưa lúc còn tại thế, chúng ta đọc trong kinh luận, như đọc trong quyển Thích Ca Phổ hoặc Thích Ca Phương Chí thì thấy được, cũng có nhiều người ganh ghét Thích Ca Mâu Ni Phật. Như nhóm người của Đề Bà Đạt Đa, họ nghĩ hết phương pháp để hãm hại Phật.
Chúng ta thấy trong 3.000 năm qua, lịch đại tổ sư đại đức họ tu hành hầu như không có một vị nào mà không trải qua con đường vô cùng gian nan. Họ cũng đã gặp phải rất nhiều chướng ngại. Cho nên muốn được thành tựu vẫn phải tiêu trừ nghiệp chướng. Thì trên đường Bồ Đề mới có thể thuận buồm xuôi gió. Như trong Thiền Tông, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, sau khi Ngài đắc pháp ở Hoàng Mai, có người ganh ghét muốn hãm hại Ngài, thì Ngài trốn tránh trong đám thợ săn, đã ẩn náu hết 15 năm. Mãi cho đến khi Ngài tiêu trừ nghiệp chướng, mới được thuận lợi gánh vác công việc hoằng pháp lợi sanh. Đương nhiên là có số người ganh ghét Ngài, vì tự mình cũng có nghiệp chướng. Nếu tự mình không có nghiệp chướng thì làm sao người khác lại ganh ghét? Cho nên tự mình cũng có nghiệp chướng, người khác cũng đang tạo tác tội nghiệp. Vì vậy Ngài phải ẩn náu, khiến cho người khác không còn tạo tác tội nghiệp, tự mình thân tâm sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Cho nên Ngài trốn trong đám thợ săn hết 15 năm. Ngài tu pháp gì? Tu pháp sám hối. Tự mình phải sám trừ nghiệp chướng thì mới không có người làm chướng ngại Ngài nữa. Những người trước kia đã làm chướng ngại Ngài, nay họ cũng đã cảm phục Ngài, cũng tôn kính Ngài. Đây là đã tiêu trừ nghiệp chướng. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ điều này. Cho nên nếu chướng duyên quá nhiều thì sự tu hành sẽ gặp phải rất khó khăn. Trong phần trước đã có trình bày cho quý vị, pháp môn niệm Phật này là pháp môn thù thắng nhất mà mười phương ba đời tất cả chư Phật dùng để độ chúng sanh thành Phật đạo. Cho nên Thế Tôn tán thán A Di Đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Tức là A Di Đà Phật là vua trong các Phật, thì Tịnh Độ Ba Kinh là vua trong các kinh, là cùng một đạo lý. Cho nên tán thán bộ kinh này, tuyên dương bộ kinh này, nhất định là được chư Phật hộ niệm và được Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Chúng ta tuyên dương bộ kinh này mà vẫn còn gặp phải chướng ngại và tai nạn, thì có thể biết được cái nghiệp chướng này thật là sâu nặng. Đương nhiên những người cản trở, những người ganh ghét chướng ngại, họ đã tạo tội nghiệp vô cùng sâu nặng. Cho nên chúng ta gặp phải những chướng nặng này thì mới biết rõ tâm nguyện của mình. Không thể thực hiện được. Cho dù có được chư Phật hộ niệm,
và Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, nhưng tâm nguyện của mình vẫn không thể thực hiện được, thì mới biết nghiệp chướng của mình quá nặng, không thể không hết lòng mà sám hối. Vì vậy, mười phương tất cả Bồ Tát đều hâm mộ pháp môn Tịnh Độ, bởi vì họ không biết có cái pháp môn này mà họ hâm mộ, chính là hy vọng tự mình tu hành và độ hóa người khác được thuận buồm xuôi gió, không có nghiệp chướng, không có chướng ngại. Trong hoàn cảnh của mười phương thế giới, chỉ có ở Tây Phương Tịnh Độ, tu hành ở Tây Phương Tịnh Độ thì không có người chướng ngại quý vị. Người khác nhìn thấy quý vị tu hành, không có một người mà không hoan hỷ tán thán, không có một người mà không giúp cho quý vị được thành Phật. Cho nên tu hành ở Tây Phương Tịnh Độ chỉ mất thời gian rất ngắn thì thành Phật. Chúng ta chú tâm đọc trong kinh điển thì thấy được, nhiều nhất chỉ mất thời gian 3-4 kiếp thì thành Phật. Trong kinh luận Phật có nói, nếu chúng ta ở cõi này tu hành chứng quả phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, còn tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới chỉ mất 2 kiếp hoặc 3 kiếp hoặc 4 kiếp thì thành Phật. Vì nguyên nhân gì? Chính là vì tu hành ở Cực Lạc thế giới không có chướng ngại. Còn chúng ta tu hành ở cõi này vì sao phải mất thời gian dài như vậy? Vì có chướng ngại quá nhiều, vì có sự ganh ghét chướng ngại quá nhiều. Quý vị nên biết, nếu quý vị muốn hy vọng tương lai tự mình tu hành không có người chướng ngại quý vị, thì quý vị nhất định phải tu hành tùy hỷ công đức của Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị không nên chướng ngại người khác, thì tương lai người khác sẽ không chướng ngại quý vị. Nếu quý vị ganh ghét chướng ngại người khác, thì nhất định sẽ có rất nhiều người ganh ghét chướng ngại quý vị. Đây là đạo lý tự nhiên của nhân duyên quả báo. Chúng ta lại xem tiếp một đoạn. Trong đoạn 48, trong kinh nói, cõi nước của A-di-đà Phật có vô lượng vô biên chư đại Bồ Tát, như các ngài Hoàng Thế Âm, Đại Thế Chí. Đều là nhất sanh bổ xứ ở phương khác thành Phật. Trước tiên chúng ta hãy xem đoạn này. Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đều là hậu bổ Phật. Trong đời này họ ở phương khác thành Phật, toàn là hậu bổ Phật. Cũng tức là họ tuy là bậc đẳng giác Bồ Tát, nhưng trên thực tế họ đã thành Phật, chẳng qua là họ không ở ngôi vị Phật mà thôi. Trên thực tế bậc đẳng giác là đã thành Phật rồi. Ở chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý nhân số đẳng giác Bồ Tát có bao nhiêu. Nhân số có vô lượng vô biên. Trong kinh có nói số đẳng giác Bồ Tát đó quá nhiều, không có cách nào tính đếm được, chỉ có thể dùng con số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói. Đây là trong kinh nói như vậy. Còn ở trong thế gian này chúng ta chỉ có mấy vị bậc đẳng giác Bồ Tát, vả lại không dễ gì thấy được. Còn số đẳng giác Bồ Tát ở Cực Lạc thế giới là có vô lượng vô biên A Tăng Kỳ, thật là quá nhiều. Trong kinh A Di Đà thì nói các bậc thượng thiện nhân. Các bậc thượng thiện nhân chính là chỉ các bậc đẳng giác Bồ Tát, gọi họ là thượng thiện. Bậc đẳng giác Bồ Tát
họ đều là hậu bổ Phật, họ được A Di Đà Phật gia trì tu trong 10 kiếp thì được thành Phật. Trong 10 kiếp không thể sánh với A Tăng Kỳ kiếp, chỉ trong 10 kiếp thì được thành Phật. Cho nên tu hành ở cực lạc thế giới không có chướng duyên, chỉ có sự giúp đỡ, không có sự rắc rối, không có phiền phức. Đây là sự mau chóng thành tựu như vậy. Cho nên Phật tại trong kinh có nói với chúng ta rằng có rất nhiều Bồ Tát trong 10 phương thế giới, họ muốn cầu pháp môn này mà cầu không được, vì không có cơ duyên nghe được pháp môn niệm Phật này. Phàm là những người nghe được pháp môn tịnh độ, họ đều nhất tâm quy mạng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói Ngài Văn Thù và Phổ Hiền cũng không ngoại lệ, khi nghe được pháp môn niệm Phật đều nhất tâm quy mạng cầu sanh tịnh độ. Quý vị muốn hỏi là nguyên nhân gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Vì trong 10 phương thế giới chỉ có tu hành ở Tây Phương tịnh độ thì được thành Phật mau nhất. Còn tu hành ở Tha Phương thế giới muốn lên đến địa vị càng cao thì càng khó khăn. Như Phật tại trong kinh nói cho chúng ta biết, Bồ Tát tu hành thành Phật phải mất 3 cái A Tăng Kỳ kiếp. Cái thứ nhất A Tăng Kỳ kiếp họ có thể chứng được 30 ngôi địa vị, tức chứng được thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây là cái thứ nhất A Tăng Kỳ kiếp. Cái thứ hai A Tăng Kỳ kiếp chỉ có thể chứng được 7 ngôi địa vị, từ sơ địa đến thất địa, thì quý vị mới biết được rất là khó khăn. Cái thứ ba A Tăng Kỳ kiếp thì chứng được 3 ngôi địa vị, tức bát địa, cửu địa và thập địa. Cho nên càng lên cao thì càng khó khăn. Từ thập địa đến đẳng giác và thành Phật, cái quan ngãi sau cùng này nhất định là vô cùng khó khăn. Trong kinh có nói, nếu sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy được A Di Đà Phật thì đạt đến vô thượng Bồ Đề. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới không cần một ngày thì đạt đến vô thượng Bồ Đề. Cho nên những bậc đẳng giác Bồ Tát của Tha Phương thế giới, họ đều gấp rút muốn sanh đến Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy được chân tướng sự thật và hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới chịu buông bỏ hết tất cả. Nếu quý vị không chịu buông bỏ thì là kẻ ngu si, thì phải chịu khổ. Nếu có người xưng danh tưởng nhớ chư Đại Bồ Tát, hoặc quy y, hoặc quán sát, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đều được thỏa mãn tâm nguyện, có nghĩa là chư Đại Bồ Tát của Cực Lạc thế giới họ đều là hậu bổ Phật. Có thể nói hiện nay những danh hiệu mà chúng ta quen thuộc nhất như là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lạc Bồ Tát, chúng ta biết các ngài đều đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kể cả Di Lạc Bồ Tát cũng đang ở cõi Cực Lạc. Nửa bộ sau trong kinh Vô Lượng Thọ là Di Lạc Bồ Tát làm đương cơ, Di Lạc Bồ Tát cũng đang ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên nếu quý vị mà tưởng nhớ, mà quy y, mà quán sát, thì như trong Phẩm Phổ Môn có nói,
vạn sự đều được như ý. Bồ Tát ái nhạo công đức, tức là Bồ Tát ưa thích tích công lưỡi đức. Tích công lưỡi đức ví như biển nuốt các sông, hết thảy tất cả các sông đều chảy vào biển lớn, cũng giống như biển lớn nuốt hết thảy tất cả nước của các sông, không bao giờ ngừng đủ, cũng không cảm thấy đầy đủ. Kế tiếp là nêu ra một câu chuyện, là nói về ưa thích tu công đức. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, trong kinh có ghi chép, nói Thích Ca Mâu Ni Phật nghe một vị tỳ kheo mù mắt, tức là con mắt của vị tỳ kheo đó không tốt, có lẽ con mắt không trông thấy, cho dù không phải mù mắt, có lẽ cũng là bị bệnh đục thủy tinh thể rất nghiêm trọng. Vị tỳ kheo đó muốn làm gì? Ông ta muốn xỏ kim nhưng xỏ không được, vì ông ta không trông thấy, lúc đó không có mắt kiếm. Cho nên ông ta ở đó kêu lên: ai thích tu công đức, xin hãy vì ta xỏ kim, tức là dùng sợi chỉ xỏ qua lỗ kim. Quý vị nào muốn tu công đức, xin giúp ta xỏ kim cũng có công đức. Thì Phật đã nghe được, nhĩ thờ Như Lai tùng thiền định khởi. Lúc đó Phật đang ngồi thiền, nghe được vị tỳ kheo đó nói như vậy, thì Ngài liền đứng dậy đến chỗ vị tỳ kheo đó mà nói rằng: ta thích tu công đức. Thì Ngài giúp ông ta xỏ kim. Ngay lúc đó, ngay trong lúc đó, vị tỳ kheo mù mắt đó nhận ra tiếng nói của Phật. Ông ta vừa mừng vừa sợ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, công đức của Thế Tôn vẫn chưa viên mãn hay sao? Có nghĩa là công đức của Ngài vẫn chưa đầy đủ hay sao? Mà Ngài vẫn còn ưa thích công đức, vẫn còn muốn tu công đức hay sao? Phật trả lời: công đức của ta đã viên mãn, không cần tu thêm nữa. Nhưng cái thân này của ta là từ công đức sanh ra, bởi vì biết phần công ơn của công đức, cho nên ta nói thích tu công đức. Ý nghĩa của đoạn này quá hay. Cũng là người thế gian chúng ta thường nói biết ơn báo ơn. Phật làm sao thành Phật? Là do lũy tích tất cả công đức mà thành. Nay nghe nói có người tu công đức thì làm sao mà không hoan hỷ? Tuy công đức của mình đã viên mãn, không cần tu thêm nữa, nhưng vì cảm niệm công đức viên thành Phật đạo. Đây là sự cảm ơn, đây là không quên gốc, cũng là Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta lại xem tiếp bài kệ dưới đây: an lạc quốc thanh tịnh, thường chuyển vô cấu vô luân, hóa Phật Bồ Tát nhật, như tu di trụ trì. Trước tiên chúng tôi xin giải thích ý nghĩa của bài kệ này. Ở Tây Phương cực lạc thế giới, bất luận là y báo hay chánh báo, tức là hiện nay chúng ta gọi là hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự, không một thứ nào mà không thanh tịnh. Cho nên nói thanh tịnh là tổng tướng của cõi cực lạc. Ở cực lạc thế giới, đích thật là pháp luôn thường chuyển. Phật thường thuyết pháp, và Bồ Tát cũng thường thuyết pháp. Chẳng những Phật và Bồ Tát thường thuyết pháp, mà sáu trần cũng thuyết pháp. Cho nên sự thuyết pháp đó vô cùng thanh tịnh,
Cấu là ô nhiễm, vô cấu có nghĩa là không có ô nhiễm. Không có ô nhiễm tức là thanh tịnh. Sáu căn được tiếp xúc đều là vô cùng thanh tịnh. Vì vậy sự ô nhiễm phiền não vọng tưởng tạp khí từ vô thị kiếp cho đến nay của chúng ta mà tu hành ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thì rất dễ được đoạn trừ. Vì sao chúng ta tu hành ở thế gian này rất khó được đoạn trừ? Chúng ta muốn đoạn trừ, nhưng sáu căn của chúng ta khi tiếp xúc cảnh giới sáu trần lại không ngừng tăng trưởng ô nhiễm, thì làm sao đoạn trừ được? Cho nên hoàn cảnh của Cực Lạc thế giới thanh tịnh, vì thanh tịnh mới đoạn trừ được ô nhiễm. Hóa Phật Bồ Tát Nhật, ở Cực Lạc thế giới, hóa thân của A Di Đà Phật có vô lượng vô biên. Có thể nói ở Cực Lạc thế giới có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu vị hóa thân của A Di Đà Phật. Hóa thân của A Di Đà Phật không khác với chân thân của Ngài. Cho nên mỗi một người chúng ta khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều sẽ cảm thấy mình rất vinh hạnh. Mỗi ngày ta được thân cận với A Di Đà Phật, mỗi ngày không rời A Di Đà Phật. Vì A Di Đà Phật có thể phân vô lượng thân, Bồ Tát cũng như vậy. Những vị đại Bồ Tát như Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là mỗi ngày chúng ta được thân cận. Đó là hóa Phật, hóa Bồ Tát. Chữ Nhật này là tượng trưng cho quang minh. Như Tu Di, Tu Di ở đây là tượng trưng cho chân thật, là chân thật không dối, trụ trì công đức vô lượng. Vì sao Phật trang nghiêm cõi Cực Lạc? Vì Ngài thấy có cõi Phật, trong đó chỉ là tiểu Bồ Tát, không thể rộng làm Phật sự khắp mười phương thế giới. Họ được sự lợi ích đó rất nhỏ hẹp. Phật ở đây là chỉ A Di Đà Phật. Trong nhân địa lúc A Di Đà Phật còn là Pháp Tạng Bồ Tát, Ngài đã thấy được rất nhiều cõi Phật của chư Phật mười phương thế giới. Trong các cõi nước đó có rất nhiều tiểu Bồ Tát. Nói tiểu Bồ Tát là chỉ các Bồ Tát chưa kiến tánh. Chúng ta đều gọi họ là tiểu Bồ Tát, cũng gọi là quyền giáo Bồ Tát. Họ chưa kiến tánh. Số Bồ Tát đó trí huệ nhỏ, năng lực nhỏ, cho nên không thể cúng dường chư Phật khắp mười phương thế giới giáo hóa chúng sanh. Chẳng những trí huệ và đức năng của họ không lớn, mà tâm nguyện của họ cũng không lớn, tức tâm lượng không lớn. Bồ Tát trước tiên phải cúng dường tất cả chư Phật và chúng sanh, ứng hóa đủ loại sự nghiệp. Bồ Tát là chỉ chung, là chỉ chung cho tất cả người tu học vô thượng Bồ Đề đều gọi là Bồ Tát.
Bồ Tát trước tiên phải làm những gì? Bồ Tát trước tiên phải nên cúng dường tất cả chư Phật và chúng sanh, phải ứng hiện giáo hóa một số sự nghiệp. Thật tại mà nói, chính là phải tu hành Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện, tức tu lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, rộng tu cúng dường, sám trừ nghiệp chướng, chính là làm những sự nghiệp này. Đây là trước tiên chúng ta phải làm. Như Thiên Thân Bồ Tát ở chỗ này chỉ dạy chúng ta dùng ngũ niệm pháp để niệm Phật. Ngũ niệm là nhất niệm, một mà năm, năm mà một, tức là trong một niệm gồm có năm môn. Chúng ta niệm Phật, trong từng câu Phật hiệu đều đầy đủ ngũ niệm môn. Công phu như vậy thì được đắc lực. Điều quan trọng nhất chính là phải có tâm chân thành, tâm cung kính. Có lúc mỗi một người chúng ta đều nghĩ rằng tự mình niệm Phật, ta rất thành tâm, ta rất cung kính. Có người nào tự nghĩ tâm của mình không cung kính? Là không có. Mỗi một người đều cảm thấy tâm của ta rất chân thành, rất cung kính. Thật ra đều là giả. Sở dĩ được gọi là thành, định nghĩa của chữ thành này là gì? Chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Trước kia trong tập bút ký của ông Tăng Quốc Phan có định nghĩa chữ thành này rất là đơn giản. Ông nói được rất hay, rất tương ứng với ý nghĩa của Phật pháp. Ông nói không sanh một niệm thì gọi là thành. Chúng ta nghĩ rằng tâm của ta rất thành, quý vị đã khởi lên cái ý niệm này. Có ý niệm này thì là không thành rồi. Nếu quả nhiên tâm thành thì không có ý niệm này. Có một vọng niệm này thì không phải là thành tâm. Cho nên không dễ gì làm được thành tâm. Ở chỗ này thì Bồ Tát dạy cho chúng ta nhất tâm. Nhất tâm là thành, là chân thành, là cung kính, tức là nói lễ bái môn. Hễ nhị tâm thì không thành. Cho nên Bồ Tát dạy cho chúng ta nhất tâm xưng danh. Chúng ta có phải là nhất tâm xưng danh hay không? Niệm miệng niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng trong tâm thì nói về vọng tưởng, nghĩ những chuyện khác thì là không thành. Chẳng những đang niệm A Di Đà Phật không có một tạp niệm, mà lúc không niệm A Di Đà Phật cũng không có một tạp niệm, thì mới gọi là nhất tâm quy mạng. Điều này rất quan trọng. Khi nói về vọng niệm phải làm sao đây, thì lập tức niệm A Di Đà Phật, đánh mất vọng niệm đó đi. Phiền não dấy lên thì sao? Thì lập tức niệm A Di Đà Phật, đánh mất phiền não đó đi. Khi nổi dậy tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì dùng một câu A Di Đà Phật, thể điều đánh mất tất cả đi, thì mới gọi là nhất tâm quy mạng, thì mới thật sự là cung kính cúng dường. Tự chúng ta dùng cái phương pháp này
cũng khuyên dạy người khác dùng cái phương pháp này. Đến khi được vào tam muội, được vào tam muội tức là công phu đã thành tựu, không còn nổi dậy vọng tưởng chấp trước nữa, tâm địa đã được thanh tịnh. Tam muội chính là tâm thanh tịnh. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật đạt đến thì gọi là niệm Phật tam muội, thân tâm bất động. Thân tâm bất động không phải là một người trở thành khúc gỗ. Thân không có vọng động, nhất cử nhất động của thân đều như lục nghi, đều như giới luật hoài nghi vậy, rất tự nhiên không khác, không bao giờ trái nghịch, không bao giờ loạn động. Tâm địa thanh tịnh, không bao giờ bị tất cả pháp thế gian và xúc thế gian làm lay động, gọi là tâm bất động. Trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, chỉ có cực lạc thế giới y chánh trang nghiêm. Ngoại trừ điều này ra, cái gì cũng không có, gọi là tâm bất động. Như thật tu hành, đây mới thật sự là tu hành. Thường làm Phật sự, làm Phật sự gì? Làm Phật sự chính là giáo hóa chúng sanh. Chúng ta dùng phương pháp tu hành của mình có được thành tựu thì giới thiệu cho người khác, tiến cử cho người khác, giúp cho người khác tu học, thì gọi là thường làm Phật sự. Chúng ta như thật tu hành, tuy thường tu hành, thật ra không có tu hành. Vì sao nói không có tu hành? Tu thì phải thật sự hết lòng mà tu, không có giải đãi chút nào. Nói không tu là chỉ tâm địa của họ thanh tịnh, họ không có chấp tướng. Tự mình tu hành mà không chấp cái tướng tu hành, giáo hóa chúng sanh cũng không chấp cái tướng giáo hóa chúng sanh. Trong kinh Bát Nhã có nói tam luân thể không,